Trở lại chương trình của The VLK News, những bản tin chính trị của Hoa Kỳ. Vì nào thích xem những bản tin về kinh tế, chứng khoán và kinh doanh của Hoa Kỳ thì hãy vào chương trình của The VLK Business Channel. Pháp lý phức tạp dành cho Tổng thống Trump của chúng ta. Điều động pháp lý cho bầu cử Tổng thống. Cái bản cáo trạng liên quan đến Tổng thống Trump tạo ra cái thách thức lịch trình rất phức tạp. Cái lịch trình này dẫn đến nhiều cái sự thay đổi trong tương lai. Và tôi thật sự chia buồn cho Tổng thống Trump, đây là cái giá của ông phải trả. Khi mà thật sự ông muốn làm cái nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông muốn giúp đỡ cuộc sống của chúng tôi thoát khỏi sự áp bức bóc lột của đảng Dân Chủ. Một phiên điều trần kéo dài ở hạt Fulton, Georgia đã đề cập đến một loạt cái vấn đề pháp lý bao gồm cái bản cáo trạng hình sự của Tổng thống Trump về khả năng tranh cử Tổng thống của 2024 của ông. Phiên điều trần xoay quanh hai cựu quan chức của liên bang Jeffrey Clark và Mark Meadows, những người cố gắng chuyển cái vụ kiện bầu cử của Georgia ra khỏi tòa án của tiểu bang. Tuy nhiên, cái bóng của các phiên tòa hình sự lờ mờ của ông Trump và ứng cử viên tiềm năng đang treo lơ lửng đến các thủ tục tố tụng. Cái bối cảnh pháp lý vô cùng phức tạp. Harry McDougall, luật sư của Jeff Flake, đã nhấn mạnh sự phức tạp của tình huống, giải thích rằng thân chủ của ông đang đồng thời kiện tụng trong 4 cái vụ, cái diễn biến khác nhau. Ông James Durham, đại diện cho ông Mark Meadows, cũng đề cập rằng ông có liên quan đến một số vụ kiện chống lại ông Trump. Ngoài việc kháng cáo loại bỏ cái vụ kiện của ông lên tòa án của liên bang, do đó thẩm phán đã cho phép gia hạn một chút cái thời hạn kiến nghị đối với hai bị cáo này và ấn định là ngày 1 tháng 2 của 2024. Cả ông Clark và Meadows cùng với 16 người khác đã bị truy tố vào tháng 8 vì hành động của họ thách thức đến kết quả của 2020, mà các công tố viên của tiểu bang đang cáo buộc và cấu thành một doanh nghiệp âm mưu của tội phạm. Ban đầu, các công tố viên nhà nước đã yêu cầu ngày xét xử là ngày 4 tháng 3 của 2024. Tuy nhiên, nó được đưa ra ánh sáng ra một vụ, xin lỗi vị, được đưa ra ánh sáng ra một vụ án liên bang bị cáo buộc Tổng thống Trump can thiệp vào cuộc bầu cử của 2020 cũng sẽ được đưa ra xét xử vào ngày hôm đó. Trong khi đó, thì luật sư quận Fannie Willis sau đó đã yêu cầu ngày xét xử là ngày 5 tháng 8 của 2024, xem xét tính độc đáo của vụ án và các biến số khác nhau đang diễn ra. Thẩm phán Scott McAfee đã thừa nhận những thách thức trong những ngày ấn định xét xử, ông nói. Điều đó sẽ không phải là không thực tế trong vụ án bình thường. Nhiều bị cáo, ngay cả rất nhiều vụ án kiện tụng trước đây sẽ xét xử không phải là không thực tế, nhưng rõ ràng nhiều biến số báo động tại đây. Tôi có cảm giác rằng là ông Trump đang chạy show ở tòa án. Tụi nó đang làm cho ông Trump phải vất vả với điều này, tốn kém chi phí. Steve Shadow, luật sư của Tổng thống Trump trong vụ của Georgia, giải thích cái lịch trình dày đặc mà thân chủ của ông phải đối mặt. Tổng thống Trump có một phiên tòa hình sự liên bang dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại quận Nam Florida. Tiếp theo là một vụ án hình sự ở New York đang chờ đợi và xét xử các thủ tục tố tụng tại tiểu bang Florida. Ông Shadow đã bày tỏ nghi ngờ vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 8, đặc biệt là Tổng thống Trump có thể đang tranh cử, một vấn đề ông mô tả là hơi cấp bách. Ông lưu ý rằng sự dẫn đầu của ông Trump trong cuộc đua khiến cho ông khả năng trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Ông Shadow nhấn mạnh, nhưng bạn có thể tưởng tượng khái niệm ứng cử viên của đảng Cộng Hòa không thể vận động tranh cử Tổng thống vì anh ta, với một hình thức hoặc một hành thức, một cách thức nào đó trong phòng xử án để tự bảo vệ mình. Ông mô tả kịch bản như là sự can thiệp bầu cử hiệu quả nhất. Đó là sự can thiệp bầu cử. Lý do mà tại sao dưới thời của Bill Clinton đến cái mức độ mà thằng cha James Comer, không phải James Comer, James Comer là thành viên của đảng Cộng Hòa, tôi bị tẩu hỏa rồi. Thằng cha mà cựu giám đốc của FBI, CIA, FBI, Comey đó. Ông không dám truy tố bà Clinton. Mà sự kiện của email bởi vì họ sợ rằng là tạo có tiền lợi trong tương lai, nhưng mà thật sự cái đảng Dân Chủ nó tạo rất là nhiều tiền lợi dưới thời của Trump. Bất chấp sự lo ngại này, các luật sư của tiểu bang đã đẩy lùi cái quan điểm rằng họ sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống. Họ nhấn mạnh rằng cái trọng tâm của luật sư quận chỉ là chuyển vụ việc về phía trước trong quận Fulton, Georgia.
Rồi thẩm phán đặt câu hỏi liệu có tổ chức phiên tòa ngày bầu cử có thể được coi là can thiệp bầu cử hay không. Luật sư tiểu bang khẳng định chắc chắn là bản thân phiên tòa sẽ không cấu thành sự can thiệp bầu cử. Chứ bên tôi không can thiệp bầu cử, chứ tôi làm chó gì cái vụ kiện này đấy. Trong kịch bản gia đình mà Tổng thống Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử của 2024, thẩm phán đặt câu hỏi liệu ông ấy có bị xét xử vào năm 2025 hay không. Ông Steve Shadow cho rằng điều khoản tối cao trong hiến pháp của Hoa Kỳ, phiên tòa sẽ không diễn ra cho đến khi Tổng thống rời cái nhiệm sở. Cái triển vọng như một ngày thử nghiệm tiềm năng của 2028 đã phải pháp phản ứng trái chiều. Luật sư pháp lý Jonathan Eastman cho rằng một số bị cáo không tranh cử Tổng thống của Hoa Kỳ. Bất chấp các cuộc thảo luận trong phiên tòa điều trần, thẩm phán đã kiềm chế không cam kết cắt đứt cái dự án, một cái ưu tiên là thể hiện cho một số bị cáo. Nói chung là cái vụ này nó giống như là một show diễn chỗ này, show diễn chỗ kia, là tụi nó đóng một cái vai trò, một cái episode khác nhau, mục đích là nó đưa ông Trump, nó bôi nhọ ông Trump, chứ chẳng có gì đặc biệt cả. Ok, đúng là phức tạp, pháp lý nó phức tạp cho Tổng thống Trump, và ông Trump đang chạy show tại tòa án trong cuộc bầu cử của 2024. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình của Bản tin về chính trị Hoa Kỳ tiếp theo. Chào tạm biệt.